được va chạm mạnh, sợ là động thai. Hai cái thằng đụng con á, có phải một thằng mặc áo khoác có hình cây dừa, cái thằng ngồi sau mặc áo khoác màu đỏ, đúng không? Đúng rồi. Ủa, mà sao ba biết vậy? Hồi sáng ba đi chợ về, ba thấy nó đứng bên đường, nó nhìn vô nhà mình á. Ba mới nghi ngờ, ba nhìn lại nó, thì nó quảnh qua, nó chỉ gì miếng đất bên đó. Ba tưởng đâu là nó đi coi đất. Không lẽ nó là phe của thằng Vinh? Con, dạ. Để ba nói với thằng Nam tìm cách giải quyết nha. Thôi ba, nhà anh Nam đang rối lắm, anh đang giải quyết chuyện bên đó. Mình nói thì anh càng rối thêm thôi. Với lại gia đình mình có nhiều vấn đề quá, con nghĩ là không nên kể cho anh nghe đâu.